Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trở lại sân khấu sau cơn bạo bệnh. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trở lại sàn diễn sau thời gian điều trị bệnh đã khiến khán giả phấn khởi. Điều thú vị hơn là anh sẽ cùng kép trẻ Võ Minh Lâm thể hiện chung một vai diễn trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Tôi nhớ sân khấu lắm vì khán giả đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm. Sau thời gian chống chọi căn bệnh đại tràng phải giải phẫu, hiện nay sức khỏe đã ổn, tôi nhận lời tham gia vở diễn này để kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Đoàn Cải Lương Xã hội hóa Chí Linh, Vân Hà tại nhà hát thành phố. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ, dù vừa hồi phục, anh đã cùng các nghệ sĩ lên sàn tập để chuẩn bị cho vở diễn. Nghệ sĩ Võ Minh Lâm tâm sự, đoàn rất vui khi có sự đồng hành đáng quý của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vai diễn Lân Sơn Bá đã gắn liền với tên tuổi của ông từ nhiều thập niên. Võ Minh Lâm từng diễn vai này trên sân khấu Ngân Mãi Chuông Vàng và vở kịch Mối Tình Lương Chúc, nhưng hôm nay cùng diễn chung trên một sân khấu, nghệ sĩ Vũ Linh và Võ Minh Lâm cùng hóa thân vai này nên anh vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Đối với ông bà bầu của đơn vị xã hội hóa được xem là tử tế trong điều hành hiện nay, không có gì vui bằng khi quyết định chọn vở này để chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập. Chúng tôi đã nghĩ đến việc mời anh Vũ Linh tham gia. May mắn là anh nhận lời ngay, dù vừa trải qua đợt điều trị bệnh, tưởng sẽ khó quay lại sàn diễn. Cả đoàn rất vui và phấn khởi vì anh lớn của chúng tôi đã sẵn sàng quay trở lại. Nghệ sĩ ưu tú Vân Hà nói, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng dàn dựng thành công chương trình Người Đưa Đò để dìu dắt các diễn viên trẻ đến với nghề thông qua việc rèn luyện cho họ các vai diễn khó. Các nữ diễn viên trẻ đã diễn cùng ông qua nhiều vở diễn, trích đoạn nổi tiếng để được học nghề như Trinh Trinh, Tú Sương, Quế Trân, Bình Tinh, Thi Trang, Lê Thanh Thảo, Tâm Tâm. Ông đã từng được bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn và trao giải Mai Vàng năm 1995 và 1999. Tôi nhận thấy cách điều hành của Chí Linh Vân Hà rất tốt. Thời điểm này, cả hai dốc sức lo cho đàn em có sàn diễn, có cơ hội thể hiện vai diễn là một kỳ công lớn. Dàn kịch mục cũng rất phong phú, có những vở tuồng ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc, đó là hướng đi rất tốt của một đơn vị xã hội hóa. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nhận xét.